chú ý cái màu sắc âm nhạc của Cookie. Và tôi cũng muốn thông báo mọi người là vào ngày 21 này tại Knock City, tại Knock City Invasion of the Ghost, The Ghost số thứ 3 chính thức bắt đầu. Và hiện tại thì bọn tôi đã mở bán vé rồi, và hứa hẹn là sẽ có rất nhiều những cái gọi là món quà, là những cái điều bí mật, những cái điều bí mật mà chưa được bật mí, chẳng hạn như là kiểu mà một bảng live ảo giác đầu tiên từ khi mà ảo giác ra mắt chẳng hạn. Cho nên là ấy, mọi người hãy cập nhật mua cho mình những chiếc vé, đến Knock City, Knock City quẩy cùng cặp đôi DJ Blacklist, DJ Chick và DJ Ruby, cũng giống như là toàn thể anh em DJ House, nguyên team đi vào hết, thiếu mỗi rider thôi mọi người. Thôi ông anh rider thì thôi không tính tiền thôi. Nhưng mà hôm đó thì sẽ có đầy đủ full DJ House vào ngày 21 tại Knock City. Và hiện tại thì bọn tớ đã mở bán vé rồi, cho nên là các nhiều hãy nhanh tay tích cho mình những cái chiếc vé để chọn được những cái chỗ đứng đẹp nhất, những cái chỗ đứng mà trải nghiệm âm thanh tốt nhất, để được tập những cái chiếc nhạc mới nhất. Nói chung là cũng có vẻ là ảo giác một bản live đầu tiên từ lúc nó ra mắt, cho nên là mọi người biết là gì đấy, biết chứ. Và sau khi 21 ở Knock Invasion of the God 3 thì đêm hôm đấy, sau đêm đấy tớ và anh Duy sẽ bay vào thành Huế, để với Sophie Huế, để mang thứ âm nhạc của đàn dê này đến với cả thành phố Huế mộng mơ. Cho nên là các tình yêu ở Huế của tớ hãy nốt lịch ngày 22 tháng 6 tại Sophie Huế, DJGB và Cookie hãy đến để đốt cháy cái không khí mộng mơ của Huế vào đêm hôm đó. Nhưng mà quan trọng hơn là mọi người hãy nhớ mua vé, điền vào link và mua vé để đến với Knock City Invasion of the World 3. Đó là một cái kế hoạch, và cũng là một cái điều mà bọn tớ rất là muốn thực hiện trong năm nay, đấy là lia một phát tất cả các ba club ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, và nó sẽ hơn nếu bọn tớ có cơ hội được đứng ở những tỉnh thành khác. Yeah, thật sự bọn tớ muốn cho mọi người thấy là tại sao Cute thì không được lên ba diễn, tại sao Cute thì lại không được ngầu, đúng không ạ? Tại sao Cute thì lại không được đầu gấu? Cho nên là, và cái giá vé lúc này rất là yêu thương thôi, chỉ tầm khoảng 200-300 ngàn cho một bữa tiệc âm nhạc không thể nào sống động hơn tại Knock City vào ngày 21 tháng 6. DJ Ruby, DJ Chick, Sunday là Bay Ben, Young Ban, Sonic, Cookie, sợ đấy, là chỉ muốn nói vậy thôi. Và hãy tôi mong rằng là sau khi chuyến đi Sài Gòn trở về thì tôi sẽ được gặp những khán giả Hà Nội một cách thật đông đảo nhất. Đấy là show diễn ngày 21, đấy sẽ là show diễn đầu tiên của tuổi 21 của Cookie. Show diễn đầu tiên của tuổi 21 diễn ra vào ngày 21 mà là tháng 6 luôn. Cho nên là rất là mong muốn sẽ có những khán giả thân yêu của tớ, những gương mặt quen đến ủng hộ tớ. Đừng quên nha. Ai mà đến tặng mỗi người một cái thơm má. Nhưng mà là răng ban tặng, không phải tớ. Có tuổi là có tuổi rồi đó. Có nói boy không ông ơi? Nói boy à? Thì cái đấy là cũng hên xui thôi. Còn tùy thành viên The Ghost thì chắc chắn là có. Còn nói boy thì là hiện tại chưa phải là thành viên chính thức của The Ghost, chỉ là bạn bè chơi cùng thôi, cho nên là chưa chắc đã có nói boy trong buổi diễn đấy. Hên xui nhá. Nhưng mà sẽ đầy đủ tất cả thành viên The Ghost, và tự tin là hôm đấy sẽ có những cái điều rất là bất ngờ đấy. Mỗi lần bọn tớ làm ra một cái gì mới, bọn tớ luôn mong muốn đến một điều là luôn tạo mới bản thân và làm những điều bất ngờ mới. Số 1, số 2 và giờ là số 3. Con số đẹp ra mong muốn mọi người sẽ đến đấy. Và đừng quên tục stream ảo giác nha. Rồi có lẽ có về số on set đây.
Đây mọi người, cái mọi người đừng có quên là 21 này Invasion of the Gold 3 số thứ 3 tại Long City. Ok chưa? Đọc tin đi. Và đồ sau. Tới tất cả các mọi người.